Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tây Bắc Vlog. Hôm nay thì mình sẽ làm cái chuồng dế nha các bạn nhé. Cái chuồng nuôi dế. Trước thì mình nuôi rồi nhưng mà qua mùa đông thời tiết nó lạnh, không để được qua mùa đông. Thì hôm nay mình sẽ nuôi lại, gây giống lại. Và đây là quy trình để làm cái chuồng bằng cái bạt. Đây là cái bạt màu trắng. Cái bạt này nhìn thế này thôi cũng rất là chắc chắn đấy các bạn nhé. Đây. Đây thì nó sẽ có hai lớp, nó dạng như là cái ống ấy, cái bạt dạng cái ống. Mình sẽ đo xong mình sẽ cắt. Đây, cái khung này mình làm đơn giản này thôi, rất là tiết kiệm chi phí luôn. Cái này bị gãy rồi, băng bó lại. Cái kích thước chuồng của mình thì chiều cao là 60 phân, cái chiều ngang này là 1 mét, còn chiều dài này là 2 mét. Mỗi cái chuồng như này thì thường là mình nuôi như mỗi năm ấy thì được mỗi cái chuồng này được 10 cân, mỗi lứa được 10 cân dế thương phẩm đấy. Và sau khi mình ướm đo xong thì mình sẽ cắt đi cái phần còn lại. Để kéo cắt đi. Ôi, mấy con gà này. Nên cái hệ thống chuồng của mình nuôi từ vụ trước thì vẫn còn rất là nhiều chuồng. Làm cái chuồng giống này xong mình sẽ bảo dưỡng lại tất cả các hệ thống này. Đây là cái nhà đây này, cái nhà này thì mình vừa mới làm để nuôi con dế. Cái dàn phong lan của ông nội. Đấy, cái nhà này bằng cột gỗ chôn xuống dưới đất, rất là chắc chắn nha các bạn nhé. Cây này là cây gỗ gọi là cái lõi ở trong rừng thì không bao giờ bị mối mọt gì. Đấy, và trên thì cũng lợp bằng ngói và vít, đinh vít. Mỗi viên thì cho một cái đinh vít chắc chắn, rất là chắc chắn luôn. Giờ mình sẽ cắt cái đoạn này nhé các bạn nhé. Cái này hơi dài, chắc thừa phải hơn mét, mét rưỡi. Cái này mình mua 2 cân, nhẽ ra tầm khoảng 1 cân rưỡi thì sẽ được một cái chuồng này. Cái ni lông này thì 50.000 một cân đấy các bạn, không phải rẻ đâu. Túi 50.000 một cân. Đấy. Giờ tiếp tục cắt ra. Cái này nó dạng hình cái ống ấy. Mình cắt ra thì cái này nó sẽ có cái độ, nó sẽ có độ rộng là nó nhân đôi lên, gấp đôi. Cái lúc chưa cắt. Đó. Làm cái này cũng không phải là đơn giản đâu nha các bạn nha. Đầu tiên làm cũng loay hoay phết đấy. Đây, mình sẽ xác định cái trung điểm của cái bạt này. Mình móc lại, móc cái đinh lại, cố định lại. Nan giải phết đấy. Sau khi mình cố định xong thì mình sẽ gấp những cái nếp nó như thế này nhé các bạn nhé. Đấy. Mình gấp như thế này thì sau khi con dế nó nở ra thì nó sẽ không bò lên được. Cái này nó trơn, nó không bò lên được. Mình gấp sát vào đấy. Làm này cũng loay hoay phết đấy, không quen cũng khó làm phết. Này phải 2 người làm cùng nhau. Nhanh.
cơ bản thế, bây giờ phải giúp nhau thôi. Tí nữa cho các bạn xem cái sản phẩm hoàn thiện. Một mình không làm được, khó làm lắm. Sau một thời gian loay hoay thì cũng ra sản phẩm như này các bạn. Nhìn đơn giản này không thôi. Đây, cơ bản nó như này thôi. Cái này là sản phẩm đầu tiên nên nó cũng chưa kinh nghiệm lắm. Đấy. Đây các bạn nhá, đây là trứng dế này. Mình mới mua từ hôm trước. Đây trứng dế đây. Này chắc phải tuần nữa mới nở được. Đây mình mua về có 4 túi các bạn ạ. Cái này ở Thanh Hóa, mình mua một anh ở Thanh Hóa. Đây chắc thấy ghi là 14 tháng 4 thì mới nở. Đây các bạn xem. Đây. Đây là trứng dế vàng. Bây giờ mình sẽ bỏ ra cái khay. Mình bỏ ra cái khay này thì mình sẽ tưới thường xuyên nha các bạn nhé. Cái trứng dế này nó cũng chả khác gì cái hạt mình ươm như kiểu hạt giống ấy. Nó phải đủ độ ẩm thì nó mới nở. Ở trong tự nhiên thì nó đẻ vào đất ẩm, đất xốp ấy thì mới nở, còn khô quá là nó héo hết trứng. Nên chả khác gì hạt giống cây của mình. Ui, rơi tí ra ngoài rồi. Cái vòi của mình nó đang bị hỏng các bạn. Mình sẽ tưới nước vào một chút cho nó ẩm, có cái độ ẩm. Ướt quá cũng không được nha các bạn nhá. Ướt quá thì nó cũng bị úng. Như mình nói ban đầu nó chả khác gì cái hạt giống của mình đâu. Lại phải mua cái bình mới rồi. Bình bị hỏng rồi, hỏng cái vòi rồi. À, bây giờ mình sẽ dùng cái túi này các bạn. Mình sẽ lại đậy nó như này để cho nó giữ ẩm. Còn cái thời tiết nắng nóng như này mà mình bỏ cái này ra là chỉ cần một ngày thôi là nó sẽ rất là khô luôn. Thế mình sẽ đậy như thế này. Đến ngày mai mình lại kiểm tra lại, nếu mà nó khô thì mình sẽ lại phải tưới nước cho nó ẩm. Tất cả mình sẽ đậy bằng cái túi bóng như thế này hết. Đây, bây giờ mình sẽ đặt vào cái chuồng mình vừa mới làm. Đặt tất cả vào đây. Khi nào nó nở thì mình mới cho cái giá thể vào nhé các bạn nhé. Cho vỉ trứng, cái vỉ giấy đựng trứng ấy, hoặc là mình sẽ cho cành que. Ở đây thì mình không có vỉ giấy thì mình sẽ dùng bằng cái lá chuối khô với lại cành que. À, các bạn nha. Hôm nay mình sẽ kiểm tra cái ổ trứng dế của nhà mình. Hôm trước thì mình có tưới nước hình như là nở rồi các bạn. Wow. Nở rồi. Nở rất chi là nhiều rồi. Có vẻ như là khay này nở trước này. Đây, ôi ôi. Xin chào. Các bạn thấy không? Này nhìn không để ý cẩn thận là chả khác gì con kiến nha các bạn. Khác gì con kiến đâu. Một cái khay nó nở trước. Sẽ rất nhiều luôn này. Đó. Bắt đầu nở lên này.
các bạn xem đây là cái nó bò lúc nhúc ở dưới nó lên. Ở đây thì mình có chuẩn bị sẵn một ít lá chuối khô. Mình sẽ bỏ vào để cho nó có cái chỗ trú. Đầu tiên mình bỏ ít thôi. Đó. Thì nó nở xong nó sẽ có chút chỗ để nó trú vào đây này. Này tầm khoảng 2-3 ngày là nở hết. Nở này cũng tương đối là đều, tương đối đạt. Lúc nhúc nhưng có một số bạn nuôi lúc đầu ấy, ấp lúc đầu mà nó nở ra này mà không nhìn kỹ là tưởng con kiến. Rất nhiều bạn là nó nở rồi tưởng kiến xong lại đổ đi. Nhìn chả khác con kiến. Mà nở nhiều lắm. Cái một chuồng mà cái tỷ lệ trứng như này ấy, phải được 15-20 cân các bạn. Cái lứa này thì mình để nhân giống thôi. Nhân giống. Ở miền Bắc mình thời tiết như này, như miền Bắc mình thì không nuôi được qua mùa đông. Cứ đến khoảng độ tháng 11, tháng 12 là bắt đầu nó chết hết. Đến vụ tháng 3, tháng 4 năm sau thì mới lấy giống ở miền Nam hoặc ở miền Trung lên thôi. Thời tiết nó nắng nóng, nó rất là ưa nắng nóng. Đây là cái con nó vừa mới đấy. Vừa mới ra khỏi trứng là chạy luôn rồi. Này mới nở ra thì có màu trắng nha các bạn nhá. Nó nở ra có màu trắng. Và một thời gian sau tầm khoảng mấy phút thôi là nó lại chuyển thành màu đen. Rất là nhanh.